Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, quý vị. Hôm nay chúng ta học tới tập 4. Từ hôm nay, một câu ai Phật niệm đến cùng, một quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, chúng ta học lại. Và lần này chúng ta học tập cứ 48 tập, là giống như trở lại tập 1 lại. Học tới 48 tập thôi. Hồi đó mình học tập tới 300 tập, lâu quá. Giờ 48 tập là quay lại tập 1 lại. Mà hai cái đề học này nó hay đấy vị. Giống như mỗi ngày gầy dựng tính nguyện cho chúng ta. Giống như buổi trưa thì câu ai Phật niệm đến cùng, buổi chiều này thì quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Cái tâm quyết chí muốn vãng sanh của mình, mình học tập giống như Hòa Thượng Hải Hiền. Đó là tấm gương niệm Phật đặc biệt nhất. Dù trong thuận cảnh, trong nghịch cảnh, các ngài vẫn niệm Phật. Giống như Hòa Thượng Hải Hiền, ngài kể mà khi ngài mà gặp khó khăn, đó mới gọi là tín nguyện niệm Phật đó. Mà từ người xuất gia mà đưa vô ở chung với quần chúng, và phải làm việc cực nhọc vô cùng. Có người hỏi ngài lúc đó người ta có cho niệm Phật hay không. Ngài nói sống với quần chúng thì sao niệm Phật được. Nhưng không cho niệm Phật ngoài miệng thì cho niệm, thì mình niệm Phật trong tâm. Nghĩa là không cho lễ Phật bằng ngày thì lễ bằng đêm. Người ta bắt ngài đi chăn trâu thì ngài ngồi lưng trâu niệm Phật. Bắt ngài đi giữ dịch thì giữ dịch niệm Phật. Lúc nào thả châu cho châu ăn cỏ thì ngài ngồi trên tảng đá niệm Phật. Có nghĩa là cái tâm niệm Phật của người ta đặc biệt mà chúng ta phải học theo. Đó là sự trở ngại chung chung. Người ta hỏi ngài vậy thì lúc ở quần chúng được ăn chay hay không? Nói không. Quần chúng là người ta phải nấu đồ ăn, đồ mặn hết. Vì ngài ăn chay bằng cách nào? Gấp rau trong thịt mà ăn, chan nước mà ăn. Nhưng Đức nghĩ ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng cũng như vậy. Tại vì ở trong đám thời săn sao ăn chay trường được. Nên chắc chắn rằng là các ngài cũng ăn như vậy. Và Thượng Hải Hiền cũng như vậy. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không tán thán hết lời. Người niệm Phật nên học theo tấm gương của Hòa Thượng Hải Hiền. Nhưng Đức nghĩ rằng sự trở ngại đó không đơn giản quý vị. Nhưng mà người ta vẫn nắm chắc có Phật hiệu. Cái thành tựu con đường giảng sanh của Hòa Thượng Hải Hiền quá thù thắng. Mà Hòa Thượng Tịnh Không kêu mình phải học theo. Thật sự mình phải học theo. Đó gọi là quyết chí đời này phải giảng sanh cực lạc quốc. Cái tâm quyết chí đó nên trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng niệm Phật. Mà cái đặc biệt nhất là được bồi dưỡng cho mình. Như căn tính mình khi không bằng các ngài, mình phải được bồi dưỡng hàng ngày. Nếu như mình mà không được bồi dưỡng hàng ngày, cái chừng nó lạc tâm. Có khi có những người bây giờ mình cũng gặp Phật Pháp đó, nhưng mà mình để thời gian trôi qua. Nhất là quá nhiều việc, có khi nó lắng áp luôn cái tâm niệm Phật muốn sanh cực lạc của mình. Nên như Đức nói rằng là cái đạo tràng Kinh Không Chung này có duyên phước lớn. Như nãy mình tu cũng hơn 1000 thành viên tu vẫn đó, trong ba cái đạo tràng. Thì có cái giờ này mà hơn cả 1000 người tu không đơn giản. Như cái đạo tràng 1 của mình là 700 mấy, đạo tràng 2, đạo tràng 3, rồi trực tiếp kia hơn 1000 người tu. Cái đạo tràng đặc biệt quý vị nói hơn 1000 người lo đâu đơn giản đâu. Mà giờ này mà khắp nơi nơi mà tập trung lại một chỗ mà tu hơn 1000 thành viên. Mà hơn 1000 thành viên đó thì có những thành viên 3 người như gia đình Kim Quy nè, thấy không? Rồi Tâm Thông đồ nè, 2 người, rồi có những người 5, 6, 7 người nữa, những cái vị trí khác. Thì vì biết rằng cái số lượng người vậy đông, đông người tu. Nên cái đạo tràng Không Chung này rất là đặc biệt, ngay cái chỗ là khi mình tu tập thì tập trung, khi cuộc sống thì tự lo. Nên ai cũng là người có thể tu tập được. Nó không quy về một người nào lo cả, một tổ chức nào lo. Nếu như một cái tổ chức lo thì nó quá bận tâm rồi.
Khi nó quá bận tâm thì mình tu không được luôn. Nó những đức là từng ở trong một cái tổ chức cực quá. Có khi cái tổ chức không được lên chánh điện tu, mà trong khi cái người ta thì đến được tu, nhưng mà cái trong cái tổ chức có khi không được tu. Vì làm việc quá nhiều giết cái tâm mình đó. Cái tâm ban đầu tu giải thoát mình càng ngày càng lạc. Nên những đức khi mà ra ngoài này là nhân duyên. Mỗi ngày bây giờ 4 năm thờ tu đều rang, nó hình thành cho mình một cái tâm quý vị. Cái tâm mà giảng sanh cực lạc của mình nó hình thành lại. Nó còn có cái cảm giác mình niệm Phật mình muốn giảng sanh cực lạc. Thì nhớ rằng là nếu mà không dụng công tu đó nghe, cái miệng nó giảng sanh nhưng cái tâm mình không dám tin mình giảng sanh luôn. Tại mình có dụng công tu đâu mà mình có cảm giác giảng sanh. Giống như Hòa Thượng Hải Hiền, dù Ngài không có thời khóa công phu nhưng Ngài siêng niệm Phật. Cái quan trọng là cực kỳ siêng niệm Phật nè. Bây giờ có những người bị bận biệu nè, một ngày được 2 thờ thôi, nhưng trong cái công việc đó quý vị phải siêng niệm Phật. Dùng nhiều phương tiện, đeo máy niệm Phật nè, bấm số niệm Phật nè. Có nghĩa là dùng nhiều cách làm sao bản thân mình phải niệm Phật. Đây là cái quan trọng. Nếu không là mình để nó luống vào một đời uổng. Thì luống vào một đời uổng lắm. Có khi việc thiện này, việc thiện kia, việc thiện nọ, mà không biết cái việc thiện nào quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Đó là việc thiện niệm Phật cầu sanh cực lạc, quan trọng nhất. Vì nhớ, không khéo có khi việc thiện này, việc thiện kia làm cho nhiều, nhưng mà phiền não nó cũng nhiều nằm bên trong. Khi mình làm nhiều rồi, ai chỉ cần động mình đến mình là mình phiền não chết mồ luôn. Thấy không? Hoặc là nói cái gì mà phật lòng mình cái thôi là bản thân mình khó chịu, bực bội, sân si lên. Tôi lo cho nhiều quá mà giờ sao nói tới tôi chi vậy? Thấy không? Nó không đơn giản đâu quý vị. Thấy không? Nên từ nơi đó mà cẩn thận cái tâm nguy hiểm lắm nghe bà Đào Hương. Cái tâm này nó không đơn giản đâu. Nó nên mình làm việc thiện đồ này kia, hoặc là mình mua cho ai bộ đồ bạn, ủa sao không thấy bạn bộ đồ tôi ta. Hoặc đem bộ đồ đó đem cho ai kỳ. Nó không đơn giản đâu quý vị. Có những người mà có khi làm thiện á nghe, là mua cái gì cho cái ngôi chùa nào đó, mà ủa ngôi chùa không thấy xài ta. Chính những đức thấy rõ ràng, cách đây mười mấy năm có một cái nơi, cái câu này của cúng dường một pho tượng đá non nước ở Đà Nẵng ấy. Mà cái ngôi chùa đó thờ sao này, ngôi chùa đó đổi tượng Phật khác, đem cái bộ tượng nó đem cắt. Cái tối đêm đó chàng ô bá lợi bá chữ thấy ghê, bà kêu cái tượng mà đá non nước của tôi đâu, đưa tôi đem về nhà. Chữ quá trời chữ luôn. Lúc đó Nhân Đức là người bị chữ. Đưa cái mặt ra chữ sùm. Còn thầy chủ trì đi mất tiêu. Mình bị chữ te thôi. Đó là kinh nghiệm của cuộc đời bị chữ nè quý vị. Thấy không? Đó, cái đó là cái cúng dường mà không hiểu. Mình đã cúng dường rồi, mình đã giúp người rồi, mình quên đi. Thấy không? Mình đã làm xong cái trách nhiệm của mình rồi. Còn cái của kia là người ta làm sao đó là chuyện của người ta. Làm tốt thì được tốt, làm không tốt thì tùy người ta. Còn mình cúng xong rồi mình đi tìm, mình đi coi, mình đi kiếm thì thua. Nó thì thấy có cái việc thiện nào bằng niệm Phật cầu sanh cực lạc không? Bây giờ thí dụ như cái giờ này vừa tu xong thờ, mình nhắc nhở cái gì nó cũng cảnh tỉnh cái tâm mình, không có giỡn đâu. Mà nó mồi cái lửa cầu sanh cực lạc mà nó mạnh thêm. Mình kể những câu chuyện những người xưa người ta, cái tâm niệm Phật muốn sanh cực lạc người ta, quý vị thấy không? Trong thuận, trong nghịch gì người ta cũng cầu sanh cực lạc. Và tưởng ấy hiền mà thấy không? Rõ ràng chưa? Nó khi mà thuận tiện rồi, ngày trở lại người tu tập bình thường. Nó rồi mẹ của Hòa Thượng Hải Hiền biết không? Cũng lão thật niệm Phật không biết chữ nghe. Toàn là những người không biết chữ mà tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, thành tựu rất thù thắng. Rồi sư đệ Hòa Thượng Hải Hiền cũng vậy, cũng không biết chữ mà niệm Phật cũng giảng sanh thù thắng. Đó toàn là những người tính nguyện cầu sanh cực lạc không đó quý vị. Nên tổ sư nói rằng là niệm Phật muốn giảng sanh hay không là do tính nguyện hay không. Mình nên kiểm lại cái tính nguyện của mình bao nhiêu phần trăm. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không người nói rằng tính nguyện của bạn phải 80% bạn mới thành tựu được giảng sanh. Có nghĩa là gặp trong thuận trong nghịch của bạn, nhất định bạn phải niệm Phật.
hoặc người nói này người nói kia người nói nọ, bạn không bị dao động tâm thì tín nguyện của bạn phải hơn 80%. Còn nếu như tín nguyện của bạn mà 40% của chừng bạn rớt á, tại 40% bạn rất là dễ bị chuyển say. Bạn vừa niệm Phật gì, bạn nghe người ta nói câu Phật hiệu chưa đủ là bạn dao động tâm rồi, thấy không? Bạn nhảy đâu này, bạn nhảy đâu kia, bạn nhảy đâu nọ, bạn nhảy với cuối cùng nó rớt xuống giếng cái chùm. Chưa nguy hiểm không? Nó nhất là mấy bà lùng lùng, nó lớn rớt xuống giếng một cái rồi là lội lên không nổi luôn á. À, gặp lùng mà mập nữa chứ. Kiểu mà lùng mà mập nữa, kiểu mà nhảy cái đầu này nhảy đầu kia nhảy đầu nữa nọ té cái giếng cái chùm cái xong luôn, nghe không? À, nên mấy bà lùng mà mập biết thân phận, cố gắng niệm Phật, ngồi chỗ nào ngồi yên chỗ niệm Phật đi nghe. Nghe không? Nên những đức nói rằng á, mình mà được mỗi ngày niệm Phật mà được nhắc nhở gì là hạnh phúc lắm á. Không phải đơn giản đâu. Ai đâu mà mỗi ngày tu chung với quý vị, thì thấy có ai tu chung với quý vị đâu. À, nếu mà bây giờ không có cái đầu kéo những đức á, mấy bà được mấy thờ. Bà coi hồi xưa niệm Phật giảng sanh, không? Niệm Phật giảng sanh, niệm Phật giảng sanh mà la sùm hết chứ. Nó buông ra một cái chữ lộn sùm hết chứ. Giảng sanh thì kỳ cục vậy. Hiểu chưa? Nó niệm Phật giảng sanh, niệm Phật giảng sanh, đưa tay li lịa chứ, nói tới cái là buồn. Biết sao giảng sanh, nó biết này chắc giảng sanh Tây Ninh quá. Mai mốt có cái đậu tràng ở Tây Ninh á, gì dưới ở. Thấy không? À, gần Tây Phương. Thế vậy. Nó, nhưng mà chẳng lắm rồi phải không? Ổng đi làm tối ngày mà bà niệm Phật mà bà còn niệm mà còn chưa đạt nó, mà có lỗi với ổng với lắm chứ không vậy đâu. Bây giờ nhiều người ở đây bây giờ mình niệm Phật là bao nhiêu con người ở ngoài người ta đang bận biểu. Thì mình tu sao cho nó nhiệt liệt hết mình. Thấy không? Quảng Ngọc đồ nè. Đức Hòa đồ đó. Đức Hòa Bến Tre vậy đó. Ở đâu đó, nên từ nơi đó mà phải siêng năng niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, mà cái quan trọng là tín nguyện kiên cố. Nó lòng tin mình đặt ngay cái Phật hiệu dù cho gặp trở ngại gì cũng niệm Phật. Bữa đó những đứa kể câu chuyện vì nhớ không, cái bà đó tín nguyện niệm Phật thiệt á, bà đang ngồi địa, niệm địa chung A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chồng đi làm về. Chúng bữa đó đi chạy xe ôm về không có tiền, sao tức quá trời tức. Lấy cái tay nó nhịp theo cái điều đi chung. Ngồi điều đi chung, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó làm nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ký trên đầu cùng li lịa, thì gan cái điều đi chung. Vì mà ngồi niệm bi thinh luôn. Kinh khủng chứ quý vị. Ký dưới đầu. Nhắn tin nó ký đầu sưng mấy cục. Kinh khủng chưa? Bởi vì tu cái gì nó cũng gặp thử thách. Rồi quý vị nhớ những đứa kể câu chuyện bây hởm không? Cái bà đó đang lễ Phật mà những đứa niệm mùi ấy. Kiểu A-di-đà-phật vừa dứt câu tới bà, bà ngước cần cổ lên bà niệm. Giống mùi theo quý vị. Bà niệm A-di-đà-phật theo. Vậy mà đứng phía sau nó bay nó đạp. Đạp ngay cái mông, nhủi đầu vô cái tường, cái búp. Vậy mà bố quay là mới nhìn chồng xong mới tiếp tục đứng lễ Phật nữa. Thì kinh khủng quý vị. Cái này mới là đúng là ghê gớm thiệt. Nói bởi vì mình lễ mà chưa bị ai đạp, như là chưa biết kinh tu sao đâu bà phải tư rồi. Lễ có ngày cái thằng chồng ông nhôm nhách nó bay nó đạp cái lúc đó mà có công phu cao cao á, nó bay nó đạp cái cuối cùng mà không té mà nó dòi vô luôn. Không giống thằng kia bay đạp cuối cùng này ốm quá bay đạp cái bà mập quá chứ, cái bà mập quá trời mập. Nó đạp bắn cuối cùng nó dòi ngược lại. Là nói thằng kia công nhận công phu vợ tao mạnh thế ghê thiệt. Tao bay tao đạp đó cuối cùng tao té vô tường luôn mày ơi. Không, nó nên coi chừng đó. Mình tu cái gì nó cũng có thử thách chứ nghe quý vị. Không phải đơn giản đâu. Nó còn bữa đó có cái bà đó đang niệm Phật, đang lễ Phật gì đó. Này là bà nhắn tin rõ ràng nghe. Thằng chồng đi nhậu về bay là nó kẹp vô cần cổ nó kéo đi. Bà biết nó kéo đi đâu chưa bà Đào Hương.
Đúng là kinh khủng đi chứ. Thấy không? Tu trong cái cõi này phải thấy kinh khủng chứ quý vị. Bởi làm vợ làm chồng người ta không phải dễ đâu, không phải dễ tu đâu. Nó vì thấy chưa, bởi vì Phật mới thương á, người phụ nữ, và Phật đưa lên cái nguyện là nhàm chán thân nữ, vì coi đang lễ Phật ngon lành vậy đó. Nó, vậy mà nó đi nhậu về, nó lấy cái tay nó kẹp vô cổ nó kéo đi. Còn có cái bà kia hỏi kéo đi đâu thầy, nói ai biết gì nó. Mà thấy ghê, thấy chưa? Nó thấy kinh khủng cho quý vị. Nó đó là cái lúc mà quý vị thấy cái khổ của ta bà. Để mình cầu sanh cực lạc. Mình nghe những câu chuyện này vui vậy nó mà truyền tải tư tưởng cho mình thấy rằng đúng là trong cái cõi này tu nó nhiều cái trở ngại. Nên Phật trong kinh Vô Lượng Thọ mới nói rằng là một ngày một đêm mới cõi ta bà mà chăng thật tu tập, đụng bao nhiêu trở ngại gì cũng vui vẻ trong hoàn cảnh đó mà trả nợ. Mà quyết tâm niệm Phật thì một ngày một đêm tu cõi ta bà 100 năm thế giới cực lạc. Đúng không? Vì quá nhiều sự trở ngại. Còn cực lạc thì toàn là ta thiện tâm ta giúp không. Còn cõi ta bà này đa phần là nghịch cảnh để trở ngại. Không, không có giỡn đâu. Nên từ nơi đó mà mình tu mình là nó cũng đỡ sự trở ngại. Mà lâu lâu nó trở ngại là nó dồn ngay một mình. Hồi đó mà quý vị biết pháp hội mấy chục ngàn người. Mà có khi mà lỡ đó tu tập xong rồi nó đổ tới nó sàn luôn. Mà cuối cùng đâu còn nhiêu đâu. Cái kiểu như mà ăn cơm hộp rồi gấp rau đồ mà luộc mà từ sáng tới giờ để gấp vô trong cái hộp cơm quý vị. Ăn xong mấy bà chưa kịp tiêu hóa mấy bà ngồi để chờ tới giờ mà những đứa qua nói chuyện. Khi nói chuyện xong rồi bị biết cả ngồi kiểu đó ăn sao nó tiêu được. Khi bà đứng lên bà lễ Phổ Quan Âm đồ lễ Phật đồ, bà vừa đứng lên cái bà kia lễ Phật với bà kia phía sau. Bà vừa cúi thì cái bà kia cũng cúi đưa cái mặt. Bà trơn cái mình vô cái mặt cái có chuyện nhau cũng phiền não nhau nó bị thấy chứ. Cái cõi này cái gì nó cũng gặp phải mà để đổ phước duyên của mình tu chứ không biết thấy chưa. Đủ thứ chuyện để trở ngại chứ không có chuyện gì mà không trở ngại. Hoặc là quý vị vừa tu mà được an lạc gì bước ra khi một chút gặp chuyện gì phải không, có người chửi mình nó không đơn giản đâu quý vị. Có khi vừa tu lễ Phật xong nghe nói chuyện vui rồi hết á, ta phải luyện công phu thôi, trở ngại gì cũng luyện công phu thôi. Vừa nói gì xong bước ra gặp bao nhiêu chữ mình lia lịa, nói vì giữ được cái tâm đó mới được đó. Nếu mà tính nguyện niệm Phật tới rồi, thấy không? Nó có khi mà vừa lễ Phật xong an lạc cười hú hí, ôi nay an lạc quá, niệm Phật an lạc quá là chúng gặp đó, chúng có chừng gặp đó, trước mặt mình có người trở ngại á, không những điều những đức nhắc nhở đây có chừng quý vị gặp đó chứ không phải nghe quý vị, không phải đơn giản đâu gặp đó. Mà khi gặp những sự việc đó mà giữ được cái tâm tu thì đúng là muốn niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhớ nghe quý vị, cái này quan trọng lắm, nên quyết chí một đời phải sanh cực lạc quá. Bao nhiêu phần trăm? Coi lại cái tâm mình đi. À, trong thuận trong nghịch phải niệm Phật mới được. Còn nếu bỏ câu Phật hiệu hoặc nghe đầu này nghe đầu kia mà dao động tâm thì mình không phải tính nguyện niệm Phật đâu. Nhớ nghe, được cái nhân duyên trong cái đạo tràng không chung này mà mỗi ngày mình được tu tập những đức thấy những gương mặt thân quen này tu suốt à. Quý vị cũng có phước lắm á, trong cái cuộc đời này đó. Chứ nhiều người mà làm suốt luôn, việc đâu, công việc lu bu làm sao mà niệm Phật được. Mà những đức thấy giờ nào những đức tu, những đức thấy những gương mặt thân quen này nhào vô tu, lễ Phật rầm. Thấy không? Được cơ hội này mà không cố gắng nữa để đi về cực lạc thì chờ cơ hội nào? Phải đời này về cực lạc nghe quý vị. Đời này phải về cực lạc nghe. Quyết tâm nghe. Phải quyết tâm nghe không? Ừ. Nó phải về thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc quý ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nghe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.